Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục mình quay cho các bạn xem một cái mô hình là trồng bông vạn thọ nha các bạn ha. Thì mình sẽ chia sẻ về cái cách trồng làm sao mà để cây vạn thọ mình á nó sẽ trổ bông đúng vào cái dịp Tết nha các bạn ha, và nó trổ đẹp và đều nha các bạn. Thì trồng vạn thọ này á mà muốn kịp Tết các bạn thì thông thường á thì cây vạn thọ này á thì nó sẽ phát triển và trổ đẹp như thế này thì tầm khoảng là 65 ngày đến 70 ngày là nó sẽ trổ bông đẹp nha các bạn ha. Thì do đó thì mình sẽ trồng là cách Tết là khoảng 2 tháng nha các bạn. Đó, hơn 2 tháng. Thì vạn thọ thì nó có rất là nhiều vạn thọ nha các bạn ha. Vạn thọ Pháp, ban mai nè, rồi vạn thọ lùng nè, rồi vạn thọ cao nè các bạn. Thì ở đây thông thường thì người dân mình sẽ là trồng là hai loại, đó là vạn thọ lùng và vạn thọ cao. Thì cái thời điểm thì trong những cái video trước thì mình cũng có chia sẻ cho các bạn rồi, thì cái vạn thọ lùng á thì nó sẽ là trồng vào cái ngày 5 tháng 11 âm lịch nha các bạn ha, là trễ nhất luôn á. Còn cái vạn thọ cao nó sẽ từ 20 đến 25 tháng 10 âm lịch nha các bạn. Đó, thì cái thời gian á mà nó phát triển như vậy á thì các bạn là phải là bấm đọt nó cho nó nhảy nhiều nhánh nha các bạn ha. Thì tầm đâu là khoảng là 1 tháng tới 35 ngày thì các bạn là nên ngắt đọt cho nó, thì nó sẽ là đâm ra cái nhiều cái nhánh con nha các bạn ha. Và các bạn là phải là cắt và chọn tỉa những cái nụ á, mà để lại cái nụ chính á thì nó sẽ là trổ đẹp nha các bạn ha. Nếu như mà bạn không tỉa thì nó sẽ không có đẹp nha các bạn. Còn cái giá thể của nó thì trong những cái video trước mình cũng nói luôn là mình phải là chuẩn bị là cái là sơ dừa nè các bạn. Rồi nếu bạn không có sơ dừa thì các bạn có thể là dùng cho chấu nè, rồi phân chuồn nè các bạn. Nói chung là giá thể là vậy đó. Rồi tứ phân là tứ phân NPK là 16, 16, 8 nè các bạn. Rồi bánh dầu nữa. Nói chung là rất là nhiều thứ. Ở đây thì mình xin chia sẻ cho các bạn vậy nè. Bạn thấy không? Phân bò nè các bạn. Để quay một rồi mình sẽ vô gốc, chân gốc cho nó nha các bạn ha. Đó. Bạn quay cho các bạn xem nè, sơ sơ nè. Đó, thì các bạn có thể là xem lại trong cái phần là danh sách phát của mình á. Cái phần là hoa cúc vạn thọ trong phần danh sách phát á. Thì trong đó có rất là nhiều video về cái... chia sẻ về kinh nghiệm trồng cây vạn thọ thì các bạn có thể là xem lại ha. Đó, khi mà các bạn đăng ký kênh của mình thì các bạn sẽ nhận được những cái thông báo từ video của mình ra các bạn. Thì một ngày như vậy thì mình ra rất nhiều video về rất là nhiều các loại cây, thì trong đó là có cây vạn thọ luôn đó. Thì các bạn là cho các bạn tiện theo dõi thì các bạn nên bấm nút đăng ký kênh nha. Cái này là đăng ký là miễn phí nha các bạn ha, không có mất tiền nha các bạn ha. Còn tham gia vào cái phần hội viên của mình thì các bạn là mới mất tiền nha các bạn. Thì một tháng là mất 20 ngàn á, nếu như tham gia vào phần hội viên. Còn cái phần đăng ký là miễn phí nha các bạn ha. Nó quay cho các bạn xem nè, hoa trổ rất là đẹp nha mọi người ha, và đều nha. Thì hôm nay là hoa vạn thọ các bạn nó trổ đẹp như thế này á, nên mình muốn là mình quay cho các bạn xem, rồi cũng như là chia sẻ cho các bạn là cái thời điểm cũng như là cách ép đọt sao như đi phân phướng sao cơ bản sơ sơ cho các bạn nắm á. Thì khi mà các bạn là có trồng về vạn thọ mà để chơi Tết các bạn cũng như là kinh doanh này nọ đó, thì các bạn cũng có thể là biết thêm kinh nghiệm ha. Còn nếu như mà các bạn có câu hỏi nào thì các bạn cứ comment bên dưới ha, là bình luận bên dưới á. Cái video này thì mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Nên nếu như là mình biết nha các bạn ha, còn nếu như cái nào mà nó quá sức của mình á thì mình sẽ không có trả lời nha các bạn ha. Thì nó là vậy nha mọi người ha. Thì bạn nào đang xem hãy cho mình một like nha các bạn, để mình có động lực mình ra những cái video cho các bạn cùng xem nha. Đó, để quay sơ cho các bạn xem nè, rất là đẹp luôn. Đó, thì cái mô hình này thì mình quay ở Gò Công quê mình nha các bạn. Thì Gò Công quê mình các bạn trồng hoa Tết rất là nhiều các bạn, là có cúc mâm xôi nè, rồi cúc đại đó, cúc Hà Lan này nọ đó, rồi hoa vạn thọ này các bạn, nói chung là chủ yếu là hoa vạn thọ Tết rất là nhiều. Thì thôi video quay nhanh tới đây thôi nha các bạn nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video gần nhất của mình nha các bạn.